em năn nỉ anh luôn á, em vô khử trùng vết thương chút xíu thôi, 3 phút thôi à nha anh. Em đã nói chị là không được mà, đây đâu phải là bệnh viện thú y, mời chị ra ngoài cho. Năn nỉ anh nó cho vô. Xin lỗi chị không được ạ. Cái gì vậy? Anh chị, trời ơi gặp anh may quá. Anh ơi, anh giữ Harris giùm tôi chút đi. Tôi vô tôi khử trùng vết thương chút xíu thôi, tôi ra tôi lấy Harris lại nha. Cô làm gì vậy? Tự nhiên đem chó tới bệnh viện là sao? Không có, tại vì vô khử trùng vết thương. Giữ giùm xíu đi. Cô nghĩ sao tôi giữ giùm? Tôi bị giữ con chó mà. Cô đem nó cột chỗ khác đi. Nhưng mà bây giờ sao mà cột chỗ khác được? Sao mà cột đại nó đâu được? Đâu phải chó của anh không có sót đúng không? Một con chó đáng yêu dễ thương như Harris vậy nè, cột đại đâu đó người ta thấy dễ thương quá, cái người ta lại người ta nựng xong cái người ta có hứng lên cái người ta bắt về luôn rồi sao? Người ta ăn cắp nó, ăn trộm nó rồi sao? Nhưng mà tôi chỉ cho khử trùng chút xíu thôi hả? Tôi không thấy, cô đem cột chỗ khác đi. Đem cột chỗ khác đi. Rồi cột rồi, cột rồi, 3 phút thôi. Cột chỗ khác đi. Cô đi. Cô. Mày nhìn cái gì? Vì mày tao mới được ăn trưa nè. Có khó chịu không phải đợi chủ về nghe chưa? Ăn không? Không ăn là thôi. Chú ơi, con chó này của chú hả chú? Nó tên gì vậy chú? Hình như Harris thì phải. Chú cho con chơi với nó một chút được không chú? Cái này chú không biết, tại chú không phải là chủ của nó. Một chút thôi mà chú. Chơi một chút, nhưng mà chơi gần đây thôi nha. Dạ, con cảm ơn chú. Ủa đâu rồi chị? Cả người với chó đâu mất tiêu rồi? Anh ơi một chú của cô là vậy đó hả? Xin lỗi, nhưng mà Harris đâu rồi? Nó đằng sau này nè. Cảm ơn nha. Harris. Ủa, nó Harris chơi ngoài này rồi, nó đâu rồi? Ủa, tôi để đây mà. Sao kỳ vậy ta? Làm sao? Harris ơi. Đâu rồi? Không có. Bình tĩnh nói đi, không sao đâu, chú không la con đâu. Con chó rồi. Hồi nãy con ngủ quên rồi. Con tỉnh dậy con không thấy con chó đâu nữa. Con xin lỗi chú nha. Không có gì. Cái này lỗi tại chú chứ không phải lỗi tại con. Sao rồi? Anh kiếm được Harris chưa vậy? Tôi xin lỗi. Chắc nó bị lạc rồi. Cái gì? Harris bị lạc hả? Jimmy! Jimmy! Harris! Jimmy! Nè, tôi đang tin tìm cuốn lạc rồi nè. Harris! Đây là... Con nghỉ ngơi tí đi, để đó tôi dán cho. Trước tới giờ Harris chưa bao giờ rời xa tôi hết trơn. Chắc bây giờ nó đang sợ lắm. Nhìn nó bự con vậy thôi, nó một mình yêu đuối lắm. Harris ơi, thank you.
Cô uống nước đi. Cô ăn mấy bánh mì đi. Cô dậy hoài chắc cô xỉu á. Giờ này mà còn ăn uống nữa hả? Anh nghĩ tôi nuốt trôi nổi không? Anh nghĩ sao mà anh đưa cháu của tôi cho người khác mượn vậy? Cô vừa nói là cô nuốt không nổi mà. Thằng mới có sức đi tìm Eric chứ. Alo. Phải con chó lông màu trắng là của cô không? Dạ đúng rồi cô. Đúng rồi. Trên dây cổ nó đó có ghi số điện thoại nữa. Dạ dạ số điện thoại của con á. Eric của con á cô. Bây giờ nó đang ở trước cửa nhà cô đó. Mà nó không có chịu đi đâu hết á. Dạ, cô cho con địa chỉ nha, con tới con đón nó liền. Thủ Đức. Địa chỉ này. Con biết địa chỉ này rồi. Cô ơi, bây giờ con tới con đón Harry liền. Qua anh giờ Harry nó chưa có ăn uống gì hết trơn. Con chẳng ăn uống giùm con nha. Con tới liền nha cô. Đi đón Harry liền. Tìm được Harry rồi nha, bây giờ tôi trên đường đi đón nó nè. Ok bà. Từ đây tới đó không phải gần. Mà tại sao nó có thể đi xa vậy ta? Mà hồi nãy nghe chuyện điện thoại á, là cô biết cái chỗ đó hả? Sao cô biết cái nhà đó vậy? Harry được sinh ra ở đó. Vậy ngay từ đầu, Harry không phải là của cô. Cô gì ơi, bắt giúp tôi con chó với. Ôi. Ôi. Xin chào. Cảm ơn cô nha. Harry, mà chạy bậy bạ vậy không sợ bị bắt hả? Chỉ ra Harris là tên của con hả? Hè có phải là hero còn Rick là giàu có không? Anh hùng giàu có hả? Siêu anh hùng giàu có hả? Đại khái vậy. Dễ thương quá đi. Tên cũng đẹp mà ý nghĩa nữa. Harris ơi, Harris ơi. Mày hư lắm nha Harris. Xin lỗi. Xin lỗi nhiều nha. Harris, mày hư lắm nha. Mày xin lỗi vậy đi kìa. Không sao, nó đâu có biết gì đâu. Không sao đâu. À, hay tôi mời cô uống nước để xin lỗi nha. Thôi không cần đâu. Phải cần chứ. Tại Harris mà đã làm dơ cái áo của cô. Nước cam ngon không? Thôi bây giờ mình chơi đố vui đi. À, được á. Chơi đố vui nhưng mà anh phải cẩn thận đó nha. Đố vui là tôi siêu cấp luôn á. Phải không? Ừ. Rồi, bây giờ đố cái gì ta? Đó, tôi đố cô. Tại sao dưa hấu lại được gọi là dưa hấu? Biết không? Không biết. Tại vì nó là cậu của Bí Ngô đó. Trời ơi, vậy mà nói chơi đố vui rồi. Bây giờ tiếp nè. Tại sao há cảo lại biết nó là há cảo? Đó. Biết không? Không biết luôn. Trời ơi, vậy mà nói giỏi. Tại vì nó phải biết đó là ai chứ. Trời ơi, nổ quá nổ luôn à. Đố vui giỏi rồi nữa. Vui không? Cười là vui rồi nha. Ơi, tới lượt tôi nha. Ừ. Tại sao con kỳ đà tên là kỳ đà? Ủa kỳ đà sao? Tôi không biết. Tại vì kỳ đà là cha của cắt ké. Vậy là cô nhớ ra mấy bài đồng giáo rồi đúng không? Đúng rồi. Kỳ đà là cha cắt ké. Cắt ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Công nhận cô lanh thiệt nha. Nhưng mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 20 tuổi. 20 tuổi luôn á hả? Tôi mới có 3 tuổi mà. Sao? Thấy vui không? Cười đó kìa, thành công rồi. Harry ơi, thành công rồi. Cười là vui phải không? Cười là vui đó kìa Harry ơi. Thế mà hai người cũng cười được. Cuộc nói chuyện thật là nhạt nhẽo mà.
lên xe đi, tôi chở đi. Đi. Đi lên. Đi. Harris! Trời ơi, em có biết là chị Tiên cười cổ lắm không? Có sao không? Có bị gì không vậy? Chồng cô. Cô mời về, cô uống nước. Cô uống nước đi. Dạ. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm á. Con không biết phải sao để trả ơn cho cô nữa. Không có sao đâu con ơi. Cảm ơn cô nha cô. Không. Con cảm ơn cô. Không có gì đâu. Dạ. Tụi con cảm ơn cô. Ừ. Dạ thưa cô. Tụi con có một ít, tuy không nhiều, nhưng mong cô nhận cho. Thôi thôi. Đã nói học lấy đâu. Con cất vô đi mà. Tại vì á, tôi với Harris không có xa lạ gì đâu. Trời ơi, bộ con quên cô rồi hả? Con hả? Ừ. Cô là chủ nhà trọ này nè. Cách đây 3 năm con thường tới lui đây nè. Cô gặp con mấy lần rồi đó. À, con nhớ rồi. Con chó này nè, nó từng ở đây. Lúc đó á, nó nhỏ như lòng bàn tay vậy nè. Mà bây giờ con thấy á, nó lớn nhanh ghê không? Trời ơi, thời gian thiệt là nhanh. Ủa, mấy tấm hình này toàn là chụp ở nước ngoài không à? Là anh đi anh chụp á hả? Đâu có, em nhìn sao á, mấy tấm hình này là những cảnh đẹp trên thế giới. Mà anh thì anh ước mơ của anh là muốn đi du lịch khắp thế giới mà. Ước mơ nhớ con nít chú à? Con nít gì mà con nít, tầm 10 tới 20 năm nữa thôi, lúc đó cuộc sống thoải mái hơn. Rồi anh sẽ đi du lịch khắp thế giới, anh sẽ chụp tất cả những cảnh đẹp trên thế giới này lại. Cũng hơi lâu ha. Chưa hết, lúc đó anh sẽ chọn một nơi mà đẹp nhất để anh sống nè. Rồi anh sẽ tìm một cô gái nào đó hợp ý với anh. Anh sẽ cưới rồi sống hạnh phúc với nhau tới trọn đời. Hay quá ha. Ở đây có rồi nè, mà còn bị đặt tìm chỗ khác nữa hả? Vậy mình sống hạnh phúc tới trọn đời luôn. Ê, bây giờ mình chơi trò chơi đi. Không ngờ luôn á, cái trò chơi giả chết thì tưởng đơn giản mà cũng vui ghê. Nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Thời tiết đẹp vậy mà vui thiệt chứ. Phải chi được chết thì tốt biết mấy. Em có biết nước ngoài người ta có câu là the good day to die đó. Vui đúng không? Bất cần. Nè, không có được nhúng nhích á, đang đóng giả chết mà. Nhưng mà giả chết mà cái miệng còn nhúc nhích được là có cái miệng còn sống thôi hả? Trời. À, nằm im đó. Để anh chụp em một tấm hình. Rồi, coi như từ đây tới cuối đời anh không bao giờ quên hình ảnh của My nữa. Ờ. Vậy là chụp hình đó hả? Đúng rồi. My cũng chụp anh một tấm đi để đừng quên anh. Ok. Anh đang đẹp trai lắm luôn nè. Con. Đừng quên anh nha. Harris ơi. Harris. Đây nè. Chào chị My đi.
Nếu lần này thành công, tao sẽ thưởng cho mày 10 trái chuối. Đi đi. Đi. Cô gì ơi, bắt giúp tôi con chó với. Ôi, dạ, tính vậy đâu đó cưng. Xin chào. Cái tên nó dễ thương mà ý nghĩa quá ha. Herika. Henrik, gọi 115 giùm tao. Lo. Tao không sao đâu. Sao anh? Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn mà. Ừ? Với lại, tao sắp đi xa thiệt đó. Mày đi cùng tao chứ. Henrik, ăn đi Henrik, bánh ngon lắm mày Henrik. Ủa, mày không thích ăn món này hả? Ăn đi Henrik con. Henrik! 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 Công nhận á, chân chỉ với đôi giày á giống như thuộc về nhau vậy đó. Em biết sao không? Một khi chân đã đẹp á là máng gì cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi, đẹp quá vậy trời. Công nhận đẹp thì chị thử luôn chiếc này nha. Đem giúp chị 10 triệu hả em? À, dạ đúng rồi ạ. Ồ. Tính thử mà sao thấy rẻ quá. Ờ, tụi mình có giày nào giá mắc hơn đôi này không em? Dạ có chị, ở phía bên này nè chị. Mời chị qua coi nha. Mời chị xem. Ờ, tiếc quá, mấy cái này không có đủ tầm với chị. Thôi, để bữa khác mà có hàng mới về chị ghé xem ha. Dạ. Cảm ơn em. Xin lỗi em nha. Hư lắm. Đi về. Chị. Chị đi đâu vậy chị? Chị giải quyết chuyện này cho em chứ. Ờ, chị mới thay mặt Harris xin lỗi em rồi đó. Xin lỗi. Nó cắn nát đôi giày 10 triệu của shop em là xin lỗi là sao chị? Ví dụ như mà mình đi ăn nhà hàng, mình làm bể cái ly, nhà hàng có bắt mình đền không ta? Chuyện cái ly với chuyện đôi giày nó hoàn toàn khác nhau chị. Chị phải giải quyết cho em. Chị cho chị đi về đi chứ chị ở đây chị không có tiền đền. Chị vừa nói giày ở shop em không đủ đẳng cấp cho chị. Bây giờ chị nói chị không có tiền. Chị không có tiền chị vô đây là thử giày làm gì? Chị thử cho biết.
thử cho biết. Không có tiền. Chị không có tiền. Tiền trong túi của chị nè. Có, chị có tiền. Là chị trả rồi. Có. Nè, giấy này chị đem theo để hốt phân cho Eric. Sáng thì xài mấy miếng, còn hai miếng. Còn 12 ngàn để tí đi xe buýt về. Chị nói gì vậy? Nhưng chị sang trọng vậy, mà không có tiền, tin nổi không? Em cũng bất ngờ vậy chị, phải không? Ê, ê, chị đi đâu vậy? Chị đền. Chị đền mà. Đền gì? Cầm đi, có cấn được gì thì cấn. Đôi giày này chị mua 15 triệu á. 15 triệu? Em thiếu chị lại 5 triệu nha. Chị nói cái gì? Mấy cái đôi này ở ngoài cửa hàng Sida đầy mà. Ừ, là sao chị? Em hiểu chị mà, phải không? Nói tóm lại là chị giải quyết cho tôi cái vụ này. Đôi giày 10 triệu. Eric, đừng nhào vô cắn robot nha. Đó, để cấn nợ đó. Gì mà điều kiện tuyển gia sư, đang là giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp, mình còn chưa tốt nghiệp nữa. Sinh viên các trường nhân văn, trường sư phạm, nhìn một hồi nhức mắt luôn á, mà mình không có được cái điều kiện nào trong đây hết. Bồ đăng ký vậy thêm hả? Không hợp với bồ đâu. Nhưng mà không sao đâu, mình đang y á, còn có thuốc chữa mà. Tôi chắc chắn luôn, với sự chăm chỉ của tôi thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi, tôi sẽ trả được hết nợ, đã vậy sắp thêm quần áo mới nữa. Vậy đi. Anh thấy em nuôi chó chi cho mệt. Có người yêu nè không? Nuôi người yêu sướng không? Mà anh thấy cái trường của em á, mới thành lập được có mấy năm nay mà là cái tên Trường Khoa Học Xã Hội và Dân Văn, nghe giống như là hàng phách của trường Nhân Văn. Đúng rồi đó, người ta có chọn gia sư á, người ta cũng chọn sinh viên trường nổi tiếng chứ, ai như bộ. Tôi nói cho bà biết nha, chưa chắc gì á, sinh viên trường nổi tiếng hay dạy giỏi hơn sinh viên trường không nổi tiếng đâu nha. Học giỏi là một chuyện, nhưng mà dạy để cho người khác giỏi lại là một chuyện khác nữa. Tôi chắc chắn Diễm My 96 này sẽ làm được. Cố lên Trần Diễm My.